Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau 3 đợt tổ chức chương trình tham quan di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia, trụ sở Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố đã thu hút gần 5.000 lượt khách tham quan. Trong đợt tham quan ngày 30 tháng 9 và 1 tháng 10 năm 2023, du khách không chỉ được tham quan công trình kiến trúc, hiểu hơn về ý nghĩa, giá trị văn hóa, lịch sử, kiến trúc của tòa nhà hơn 100 năm tuổi, mà còn được tham quan tìm hiểu về triển lãm chuyên đề cảnh sát phố thị Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Trong các đợt tham quan tiếp theo, du khách sẽ tiếp tục được tìm hiểu thêm về đặc trưng văn hóa, lối sống và con người thành phố qua các chuyên đề triển lãm hàng tháng như tháng 10 với chuyên đề nét đẹp nhân ái, nghĩa tình con người thành phố Hồ Chí Minh ngày 28 đến 29 tháng 10. Khắc họa hình ảnh con người thành phố Hồ Chí Minh hôm nay luôn phóng khoáng, nhân ái, nghĩa tình thông qua nhiều hoạt động đa dạng phong phú chuyên đề triển lãm dành cho khách tham quan tháng 11 là thành phố Hồ Chí Minh, đô thị sông nước giàu bản sắc văn hóa. Ngày 25 đến 26 tháng 11, trong tháng 12, triển lãm chuyên đề sắc màu trẻ thơ, ngày 30 đến 31 tháng 12, tập trung trưng bày những tác phẩm xuất sắc mang đậm sắc màu trẻ thơ được các em thiếu nhi, học sinh thành phố thể hiện qua góc nhìn độc đáo về cuộc sống, tình cảm gia đình, các khía cạnh sinh hoạt thường nhận những góc phố, con đường, các công trình kiến trúc đạt giải tại hội thi nét vẽ xanh lần thứ 26 năm 2023.